Alo. Và vâng, chúng ta cùng đến với trận thi đấu tiếp theo thôi. Trận thi đấu thứ hai trong kèo AC và lại không có rừng dành cho chim sẻ. Không sao. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi. Ngày hôm nay thì có lẽ rằng tôi muốn kèo nào cũng 3-2. Và tôi muốn rằng các cầu thủ chỉ thắng với tỷ số 2-1 thôi. Không nên thắng 3-0 làm gì cả. Vâng, đánh phải biết giữ khách. Chim sẻ mà thắng 3-0 thì có lẽ là từ mai trở đi kèo giao hữu Việt Nam Trung Quốc chắc cũng không còn nữa. Chả nhẽ lại đánh 3 kèo với lại Sơ Luyến, hay là đánh với lại Tiểu Thủy Ngư, hay là đánh với lại Biasin các kiểu. Thì tôi nghĩ là như vậy thì chim sẻ lại dễ thở hơn. Có lẽ là đánh với Sơ Luyến thì tôi nghĩ rằng chim sẻ dễ đánh hơn. Trong kèo AC cũng như là kèo AC cũng như là kèo random, đặc biệt là kèo random. Còn ở kèo Seng thì Sơ Luyến là một game thủ rất khó nhai. Và có lẽ là chúng ta cùng chờ đợi xem thế nào. Liệu rằng có mút được Sơ Luyến hay không? Và có lẽ rằng chúng ta phải cùng chờ đợi xem tuần sau liệu rằng những người đại diện của Việt Nam canh có thể làm kèo được với game thủ Sơ Luyến hay không. Và nếu như vậy thì Hồng Anh sẽ là người ra sân. Tuần này là chim sẻ đi nắng rồi. Tuần sau thì sẽ là Sơ Luyến. Và nếu như mà các game thủ có được đủ điều kiện về sức khỏe thì cứ một tuần là dã một kèo với Trung Quốc. Vâng, dã bao giờ Trung Quốc nhão người thì thôi. Đây là một trận thi đấu mà chúng ta có thể nhìn thấy rằng chim sẻ đi nắng. Anh là một... anh đang có được một thế bài hơi xấu. Dựa ở đây không được. Đây. À, ra kia mà lấy cái ghế. Vâng, chúng ta hãy cùng quay lại với màn hình máy ở game thủ chim sẻ đi nắng thôi. Còn con voi nữa, đây một bài ba voi, nhà rất giàu và đẹp. Ngày hôm nay chim sẻ lên hình, anh đang có được một bài nói chung là xuân. Theo quan điểm của tôi đấy là đẹp, rất xuân, lộc lá. Bài sen của anh cũng đẹp, nhưng mà đẹp trong hai trận đầu thì anh lại không tận dụng được. Mấy trận sau xấu thì anh lại đánh hay. Thế là cũng được thôi. Bây giờ thì anh đang câu con voi thứ hai về với nhà chính nhà của mình. Hiện tượng giận lác vẫn đang xảy ra. Và những tơn câu voi như thế này là những tơn câu voi sẽ khiến cho chim sẻ đi nắng rất vất vả và cần phải rất tập trung. Bây giờ thì cắt dân một thằng dân bãi gỗ ra câu voi về. Như vậy là hợp lý rồi. Chim sẻ nắng vẫn đang phân bổ nông dân một cách rất hài hòa. Lùa bầy hươu này về với nhà chính nhà của mình để lùa bầy hươu về với chiếc BS cũng như là lùa con voi về với nhà chính nhà của mình. Bài này vẫn thiếu một bãi quả nữa. Tôi nghĩ là vẫn cần một bãi quả nữa để cho nó khỏe hơn. Một bài mà đánh A cao hơn một tí. Một bài mà khó khung. Chính vì thế mà tôi nghĩ rằng không nên đánh thế thủ.
Nếu như mà chỉ ăn bằng này đồ thôi thì chim sẻ nắng sẽ bắt buộc phải ra rất nhiều ruộng. Mà ra nhiều ruộng thì chỉ đóng được 4A. Và 4A thì tôi nghĩ là chỉ có thế thủ thôi. Còn đánh ở thế công 4A rất khó. Bởi vì Sen Long là một người thủ cực kỳ dẻo. Cũng như là anh có một cái tư duy đứng quân rất tốt. Bắt đầu là chuẩn bị là cắt dân quả chính ra để có thể khai thác bầy hươu này. Cũng như là cắt dân ở nhà chính ra. Quả chính và nhà chính. Những con nông dân đang khai thác voi cần cắt ra luôn. Cắt 1-2 thằng đang khai thác voi ra thôi. Bởi vì thịt voi cũng gần hết rồi. Chim sẻ vẫn đang muốn ăn tối đa lượng thực voi này. Để có thể ép đời sớm, từ đời 1 lên đời 2 sớm. Chim sẻ vài chăng anh vẫn đang quyết tâm là dã bằng chết bốn con hươu này thôi. Tôi nghĩ là như vậy. Dã bằng chết bốn con hươu này thì lên đời xong chắc chỉ 4A. Bài này gỗ không được nhiều. Bài đánh 26 dân đến từ chim sẻ nắng. Có một bầy hươu nữa đây rồi. Thế như vậy là tốt thôi. Cắt nông dân nhà chính ra ăn thêm bầy hươu này. Lực sẽ là khỏe hơn. Có lẽ là đóng một chiếc BS thứ 3 cạnh rừng và lùa 1 đến 2 con hươu về. Chiếc BS thứ 3 cạnh rừng thông, lùa 1 đến 2 con hươu về, lùa cả con sư tử kia về nữa. Và đúng là chim sẻ đang lùa thật. Anh lùa luôn cả con sư tử về. Rất đẹp mắt. Kích đời. Như vậy là kích đời ngang pheo seng. Chúng ta có thể thấy rằng là game thủ chim sẻ đang đánh 26 dân một bài AC và kích đời ngang seng. Kích đời là quá chuẩn đến từ chim sẻ đến nắng. Vâng, sau trận thắng 3-2. Vâng, sau trận thắng 3-2 thì chim sẻ nắng đang bay rồi. 26 dân AC kích đời ngang seng. Hay quá. Có lẽ rằng đang có quá nhiều người phải bất ngờ với một bài cầm AC 26 dân kích đời ngang seng của cái thủ chim sẻ nắng. Anh vẫn đang làm điều đấy một cách rất tốt. Và tôi lại vẫn đang tự tin là một trận giành chiến thắng nữa dành cho game thủ chim sẻ nắng. Đóng BB ở đâu? Vâng, đóng nhanh lên. Có con yêu này về thì tôi nghĩ rằng có lẽ rằng tôi nghĩ rằng đây là một bài mà chim sẻ nắng lên đời xong rất khó để có thể nâng cấp được chặt gỗ nếu như ép không chuẩn. Vâng, những con hươu đang nhảy khá tốt để về với chiếc BS. Và nếu như tuần sau Hồng Anh ra sân với Sơ Luyến mà nếu như Hồng Anh thắng được Sơ Luyến trong kèo sen thì đúng là quá tang ba bận. Sơ Luyến sẽ là người thứ ba liên tiếp thua đại diện cho Trung Quốc và thua trong chính kèo sở trường của mình. Chim sẻ lần vâng, sau kèo đấu vừa rồi chim sẻ với Sen Long thì là Trung Quốc thua liên tiếp hai kèo rồi. Lần trước thì BB thắng với tỷ số là 3-0. Vâng, người duy nhất thắng 3-0 trước game thủ Tiểu Thủy Ngư. Và lần này thì chim sẻ, anh là người thứ hai thắng Sen Long ở trong kèo sen. Và bây giờ thì có đủ để nâng cấp chặt gỗ hay không? Liệu rằng dự đoán của tôi có đúng? Tôi vẫn đang rất lo lắng về một bài mà không nâng được chặt gỗ. Không biết là Hồng Anh có nhìn thấy game thủ chim sẻ anh nâng cấp chặt gỗ hay không? Không biết là Hồng Anh có nhìn thấy không, nhưng mà tôi chưa nhìn thấy đâu. 137 thực rồi. Bây giờ mới nâng rồi, ôi... khá tím. Vâng, khá tím trận này. Vâng, Long Thộn 27 dân. Thộn 27 dân. Trận này tím rồi. Nâng cấp chặt gỗ muộn. Và bây giờ thì chúng ta có thể thấy rằng game thủ chim sẻ đáng, anh vẫn đang phải bắt buộc ra được ít nhất 8 cái ruộng. Nếu không đủ 8 cái ruộng thì rất khó để có thể nâng cấp bánh xe. Nhưng dù sao, anh vẫn đang còn đến 3 thằng nông dân đang khai thác đồ ăn ngoài nữa.
Ngoài ruộng ra thì còn đang 3 thằng dân, 2 thằng khai thác yêu, 1 quầng ăn quả cái nữa thì vẫn đủ bánh xe thôi. Vẫn đủ bánh xe. Và thậm chí còn sóc thêm được 2 thằng dân nữa. Nhưng có cái là bài này chỉ 4A. Khó mà có thể được 5A. 5A thì phải dặn, cố dặn thôi. Vâng, lên đời, à kích đời được 70%. Chim sẻ nắng cho 2 nông dân ra để bắt đầu đóng A luôn. Rất hợp lý. Bắt đầu tăng A. Liệu rằng chúng ta hãy cùng chờ đợi xem có đánh được 5A hay không. Đang có được 8 cái ruộng xung quanh nhà chính cũng như chiếc BG nhà mình rồi. Tổng cộng là 8 cái, nâng cấp bánh xe, sóc thêm được 2 thằng dân, chuẩn bài luôn. Như vậy là chim sẻ nắng vẫn lên sớm hơn long lòng lợn. Bây giờ thì 4A có lẽ chỉ được đến như thế thôi. Không hơn được, không hơn được. Soi tham. Như vậy là mình vẫn lên đời 3 sớm hơn thì phải. Vẫn lên đời 3 sớm hơn. Vâng, long thộn bài này lên đời muộn hơn chim sẻ tầm 20 giây. 20 giây hoặc 15 giây gì đấy. Chim sẻ vẫn đang ra được rất nhiều ruộng. 4A bài này, tăng A sau. Và sau đấy là sóc quân. Đã nâng cấp bánh xe được 73% rồi. Thế là những tên quân đầu rất đều. Và lại một lần nữa, lại một lần nữa bài đánh của Hồng Anh được áp dụng. Đây là một bài đánh mà có lẽ rằng người view máy của Trung Quốc phải view máy của chim sẻ đi nắng thì mới biết được bài đánh này. Còn hồi tháng 10 năm ngoái tôi sang Trung Quốc thì tôi chưa nhìn thấy ai có được một bài đánh như thế này. Và đây là một phát minh mang đầy tính nhân bản của game thủ Hồng Anh. Một phát minh để đời. Và chính phát minh này đang làm nên chiến thắng dành cho Việt Nam trong những kèo solo cùng R với Trung Quốc. Và có lẽ để mà nói thì chim sẻ ngày hôm nay anh có thắng được game thủ Sen Long, cũng có được một cái gì đấy mang dáng dấp của Hồng Anh. Anh vẫn là một trong những người hùng thầm lặng của Game TV, mặc dù anh không thường xuyên xuất hiện trong những kèo đấu. Nhưng Hồng Anh vẫn là một trong những nhân vật đình đám và một trong những hot boy của làng đế chế Việt Nam. Và bây giờ thì có lẽ chúng ta hãy cùng quay trở lại với màn hình máy game thủ chim sẻ nắng và nhà của game thủ Sen Long góc 6 giờ. Một góc mà có lẽ rằng chim sẻ nắng sẽ rất vất vả để có thể chống đỡ những tấn công. Nhưng dù sao, tôi nghĩ rằng vẫn có thể đánh được. Dãy hàng nghe từ góc 6 giờ lên, đấy là một điểm yếu dành cho game thủ chim sẻ nắng. Sen Long đánh 27 dân và lên đời sóc được 5A đầu tiên. Vâng, sóc luôn được 5A. Chim sẻ nắng cần tận dụng lợi thế công và lấy đi được bãi gỗ của game thủ Sen Long trong những trận đấu quân này. 1-2 cung R vẫn đang được tách ra để có thể ăn được bãi gỗ của game thủ Sen Long. Sen Long vẫn chưa chết dân, tỷ số vẫn đang là không đều. Tỷ số vẫn đang là không đều trong kèo đấu này. Timeline đang là 41/48. Vẫn đang là không đều. Có phải e đến từ Sen Long hay là chim sẻ hay không? Vẫn chưa thấy những móng nhà BE nào xuất hiện. Cả hai đang điều R. Cả hai vẫn đang điều R. Chim sẻ vẫn đang soi máu của game thủ Sen Long một cách rất tốt. Vẫn chưa thấy con cung R nào chết cả. Bây giờ chim sẻ được 4 tân cung rồi. Như vậy 4 tân cung game thủ Sen Long đã hơn game thủ chim sẻ là 4 con cung R. Và Sen Long bắt đầu chết con cung đầu tiên. Tốt lắm. Vâng, điều cung RAC thì tôi nghĩ rằng chim sẻ lợi thế hơn bởi vì anh tay nhanh hơn Sen Long. Sen Long tay rất lù đù và chậm. Nhưng mà đến lúc cần nhanh thì Sen Long vẫn có thể nhanh. Và nhanh một cách chóng mặt luôn. Tỷ số. Vẫn chưa có tỷ số. Vẫn chưa có tỷ số dành cho game thủ Sen Long cũng như là chim sẻ. Chúng ta có thể thấy rằng cả hai game thủ đang điều R là rất tốt. Và chim sẻ nắng đang là người có lợi thế trong những tên đứng quân hơn. Chim sẻ đang là người có được những địa hình đẹp để có thể đứng quân. Sen Long vẫn đang phải vất vả ở trong bãi gỗ ở ngoài nhà mình. Sen Long vẫn đang vất vả ở bãi gỗ bên ngoài. Và anh vẫn chưa thể yên ổn bãi gỗ đó mà có thể sóc quân được. Vẫn đang rất mất tay. Sen Long mặc dù chưa chết một dân nào nhưng anh vẫn đang rất mất tay ở những bãi gỗ. Bây giờ thì chim sẻ nắng anh có lại tách 1-2 con cung R nữa. Đi vào hướng sát mép bản đồ lên không? Và đúng là như vậy. Dường như là đang có một điều gì đấy mà người ta gọi đó là thần giao cách cảm. Vâng, tôi nói gì chim sẻ cũng thực hiện luôn được điều đấy.
Tôi ngồi tầng 8, chim sẻ ngồi ở tầng 7. Nhưng anh vẫn đang hiểu những ý đồ của tôi. Bây giờ thì đang có một turn đòi leo dốc đến từ game thủ chim sẻ nắng và chúng ta hãy cùng chờ đợi. Một turn. Vâng, một turn. Chúng ta hãy cùng chờ đợi. Vâng, nín thở. Trong một turn ô 3. Và như vậy thì Sen Long của anh cũng đã đọc được đường đi quân đến từ chim sẻ nắng. Sen Long đã đọc được đường đi quân, sóc 5 con cung R là quá đều hình như game thủ Sen Long. 5 con ra cùng một lúc luôn. Quá hay đến từ Sen Long. Bây giờ thì chim sẻ cũng đang có 5 con ra cùng một lúc. Và chim sẻ đang có lợi thế ô 3 trong turn đấu quân này. Và chúng ta phải thấy rằng là lợi thế đang nghiêng về chim sẻ là rất nhiều. Ở nhà anh vẫn có cơ hội để cầm cự nở thêm ra những turn cung R mới. Và turn đi công của anh vẫn đang có được độ sắc nét hơn game thủ Sen Long rất nhiều. Một turn công nhà rất sắc nét đến từ game thủ chim sẻ đi nắng. Bây giờ thì Sen Long cũng đã ốp được A. Nhưng chim sẻ nắng vẫn có thời gian để cầm cự. Và anh đang ngồi được trong bãi ruộng nhà của game thủ Sen Long. Sen Long đang bị chim sẻ ngồi ở trong bãi ruộng như một vị thần. Chim sẻ vẫn đang ngồi đó. Và anh vẫn đang làm những điều đó một cách rất tốt. Ở nhà của anh thì tôi nghĩ rằng chim sẻ vẫn có thể thủ được nếu như anh mang những tên dân làm gỗ của mình ra. Nhà game thủ Sen Long đã bắt đầu loạn luân rồi. Sen Long đang loạn luân. Và chim sẻ vẫn đang ra được đều 5 nhà A của mình. Có lẽ là Sen Long sẽ không đều được 5 nhà A nữa. Sen Long có lẽ chỉ được tầm 4 nhà A thôi. Chim sẻ đang có những tên công nhà rất sắc. Chúng ta có thể thấy rằng những tên công rất hiểm đến từ chim sẻ nắng. Anh đánh đúng được vào được điểm yếu của game thủ Sen Long. Một bài mà Sen Long sóc được 5 A từ đầu. Nhưng bây giờ thì Sen Long đang là người bị bất lợi hơn. Chạy đi đâu? Vâng, đòi chạy á. Hơi khó. Vào song rồi. Đậy vung rồi. Chạy đâu? Vâng, chạy đâu cho hết nắng. Và chúng ta lại thấy rằng chim sẻ đang bắt được quá nhiều quân đến từ game thủ Sen Long. Sen Long đang chết nhiều quân lắm rồi. Quay. Bây giờ thì Tham Lai đã đẻ Tham Lai game thủ Sen Long bây giờ chắc chỉ là 40. Vâng, chạy đâu cho hết nắng. Vào song và đậy vung rồi. Không có cửa đâu Long ơi. Long lòng lợn. Có lẽ bây giờ khu vực chợ Đồng Xuân là của anh thôi. Anh ngồi đấy mà kinh doanh lòng lợn thôi. Chứ đừng có động vào địa bàn nhà của game thủ Doãn Chí Bình nữa. Hơi khó, chim sẻ đang vẩy e là quá tốt. Chúng ta có thể thấy rằng là những con cung R móc máy ở game thủ Sen Long ở trong trận đấu này là không còn hiệu quả nữa. Những tên công nhà game thủ Sen Long đã không còn sự tinh tế. Phải chăng là thua kèo sen đã khiến cho tâm lý của Sen Long đang có một tâm lý không được thoải mái. Những tên công nhà của game thủ Sen Long không có một độ tinh tế. Và anh có lẽ là anh sẽ thua với tỷ số 2-0 trong kèo AC này thôi. Vâng, cần thiết thì vả luôn 3-0 cho nó sấp dầm sập. Nhưng tôi không thích điều đấy. Tôi thích là 3-2. Nhưng phải 3-2 phải rất thuyết phục. Vâng, Sen Long bây giờ thì anh đang... Vâng, chúng ta có thấy rằng Sen Long anh vẫn đang bị bất lực trong những tên móc máy. Không thể móc máy được vào nhà chim sẻ nữa. Bây giờ chim sẻ có nâng cấp chặt gỗ 2 không? Đã nâng cấp chặt gỗ 2 chưa? Vậy tiếp đi. Thôi khó rồi Long ơi. Anh có biết xoay tham không? Vâng, số lượng quân ở thời điểm này là game thủ chim sẻ nắng nhỉnh hơn hẳn. Nếu mà tham có cân thì chỉ là cân về số lượng dân thôi. Không thể hơn được về quân bởi vì game thủ Sen Long mất nhiều quân lắm rồi. Đây là một tên mà chúng ta phải thấy là game thủ Sen Long lại vào song. Chúng ta phải thấy rằng chim sẻ đang đậy nắp vung một cách rất tốt. Sen Long đã không có cửa trong cái tên móc máy của mình nữa. Những bài móc máy ở game thủ Sen Long đã là quá cũ rồi. Lối đánh Tikitaka của game thủ Sen Long đã bị game thủ chim sẻ bắt bài là quá nhiều. Vâng, một lối đánh móc máy đã không còn hiệu quả nữa. Và đây là những tên điểm huyệt dành cho game thủ Sen Long. Chim sẻ đang điểm huyệt. Những con nông dân ở bãi gỗ của game thủ Sen Long đã chết quá nhiều. Sen Long vẫn chưa thấy anh resize. Tham Lai đang là 65/72.
Chim sẻ sẽ leo dốc và sẽ lại ốp A. Sen Long sẽ không còn quân ở nhà đâu. Anh sẽ không thể sóc đều được quân nữa rồi, bởi vì những cánh rừng đã hết. Nhà Sen Long lại một lần nữa xấu hơn nhà chim sẻ. Lại một lần nữa nhà Sen Long xấu hơn nhà chim sẻ. Trận thứ hai liên tiếp trong kèo solo cung R, Sen Long nhà xấu hơn. Và như vậy tỷ số là 2-0 ở trong kèo AC dành cho game thủ chim sẻ nắng. Và có lẽ rằng chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo ngay sau đây. Trận thi đấu thứ ba, liệu rằng có là 3-0 hay sẽ là 3-1 và 3-2. Nhà Sen Long đây là một bài xấu. Và chúng ta có thể thấy rằng là nhà Sen Long có đúng hai cánh rừng, một cánh rừng dừa, một cánh rừng thông. Cánh rừng thông thì bị chim sẻ đi nắng đánh vào từ những giây phút đầu tiên rồi. Còn cánh rừng dừa thì nhà Sen Long đã hết. Hơi tù cho Sen Long trận đấu này. Xin chia buồn cùng anh. Và có lẽ rằng chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thi đấu thứ ba của Sen Long cũng như chim sẻ ở trong kèo AC thôi. Tỷ số là 2-0 dành cho chim sẻ.